quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump nói sẵn lòng gặp Chủ tịch Bắc Hàn, ông Kim Jong-un. Sau nhiều tháng bị chỉ trích và đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gặp lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un vào tháng 5 để thương thuyết nhằm đạt một sự chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Thông báo này đã được các giới chức Nam Hàn và Hoa Kỳ cho biết vào thứ Năm. Ông Chung Il-young, Giám đốc An ninh Quốc gia Nam Hàn, thông báo với báo giới bên ngoài Tòa Bạch Ốc về cuộc họp thượng đỉnh theo dự trù sau khi ông gặp Tổng thống Donald Trump và các giới chức cao cấp khác của Hoa Kỳ. Sau khi nói chuyện với ông Chung, Tổng thống Donald Trump đã đăng lên Twitter rằng một cuộc gặp gỡ đang được lên kế hoạch. Ông Chung cho biết đáp lại lời mời của Chủ tịch Bắc Hàn, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý gặp mặt vào tháng 5. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ sau đó nói rằng việc này có thể xảy ra chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm chính xác chưa được ấn định. Thưa quý vị, tranh cãi về quyết định tăng thuế nhập khẩu thép của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Jeff Flake của Đảng Cộng hòa vào ngày 8 tháng 3 tuyên bố sẽ giới thiệu một dự luật làm vô hiệu hóa các chính sách thuế quan bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump đánh vào nhôm và thép nhập khẩu. Trong khi Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Orrin Hatch thuộc Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích hành động của Tổng thống Trump, nhưng loan báo rằng sẽ làm việc với Tòa Bạch Ốc để giảm nhẹ thiệt hại. Tổng thống Trump hôm qua đã ký ban hành mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, chính sách mới này của ông Trump miễn trừ cho hai nước láng giềng là Canada và Mexico. Ông Trump tuyên bố trước báo giới như sau: nếu quý vị không muốn đóng thuế nhập cảng, đưa xưởng sản xuất sang Hoa Kỳ. Nhà lập pháp hàng đầu về vấn đề thuế trong Hạ viện là dân biểu Kevin Brady thì tỏ vẻ dè dặt. Dân biểu Kevin Brady nói, miễn trừ cho Canada và Mexico là bước đầu tiên tích cực. Tôi kêu gọi Tòa Bạch Ốc tiếp tục thu hẹp các mức thuế quan này để đánh trúng mục tiêu cần nhắm tới, chứ không phải là người lao động, doanh nhân và các gia đình Hoa Kỳ. Dân biểu Brady cùng hơn 100 dân biểu phía Cộng hòa thúc đẩy Tổng thống Trump sử dụng các biện pháp thuế tập trung nhắm mục tiêu để có hành động chống lại Trung Quốc và các nước cạnh tranh thương mại không công bằng. Ngũ Giác Đài hiện đang xem xét thành lập một bộ chỉ huy tác chiến không gian. Nhằm phản ứng trước việc mà Nga và Trung Quốc quân sự hóa khoảng không gian phía trên trái đất. Bản tin cho biết rằng hành động trên nằm trong một số đề nghị đang được cân nhắc và đề cập đến trong một báo cáo mới của Ngũ Giác Đài ra trình Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần trước. Hiện tại thì lực lượng không gian của Hoa Kỳ phân tán trong toàn bộ quân đội và cộng đồng tình báo. Việc thành lập lực lượng không gian trong quân đội Hoa Kỳ đã được thảo luận sôi nổi trong những tháng gần đây. Một số nhà lập pháp đã cố gắng thành lập một lực lượng không gian, một tổ chức riêng biệt tương tự như Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong Hải quân. Nỗ lực này cuối cùng đã gặp thất bại, nhưng các nhà tài trợ đã cam kết tiếp tục thúc đẩy và rất nhiều thay đổi đang được tiến hành. Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đang theo dõi những nỗ lực này. Thưa quý vị, Paul Manafort không nhận tội gian dối và trốn thuế trước tòa. Cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, ông Paul Manafort tuyên bố mình không có tội đối với các cáo trạng gian dối và trốn thuế trong một tòa án liên bang mở ra ở Virginia vào hôm thứ Năm 8 tháng 3. Các cáo trạng đưa ra tại phiên tòa tại Virginia là ông Manafort cố tình che giấu các chương mục ngân hàng của ông, giả mạo các hồ sơ thuế dựa trên lợi tức và không chịu khai với nhân viên điều tra các tài khoản trong ngân hàng quốc tế của ông. Đây là vụ án hình sự thứ nhì mà Ủy ban điều tra đặc biệt chuyên Nga vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 của ông Robert Mueller tiến hành. Tuần qua tại Hoa Thuận Đốn, ông Manafort cũng không thừa nhận mình có tội. Ông sẽ trở lại phiên tòa ở đây vào ngày 17 tháng 9. Ông bị cáo trạng rửa tiền đến 30 triệu Mỹ Kim và gian dối. Cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un được dự đoán là có nhiều rủi ro cho Hoa Kỳ. Ít nhất từ hai thập niên nay, các lãnh tụ của Bắc Hàn đã tìm cách có cuộc gặp gỡ cá nhân một Tổng thống Hoa Kỳ. Và nay, khi một cuộc họp thượng đỉnh có vẻ có thể xảy ra, các nhà phân tích sợ rằng chính phủ Donald Trump hiện nay đang thiếu các chuyên gia để đạt được thành công. Ngay cả những người ủng hộ phương pháp ngoại giao đối với Bắc Hàn cũng lo sợ là chính phủ có thể vội vàng tham gia cuộc họp thượng đỉnh với rất ít thời gian để chuẩn bị. Một chuyên gia chuyên ngành ban giao quốc tế nói là lần đầu tiên hai lãnh tụ gặp gỡ thường chỉ xảy ra sau khi hai bên có một thỏa thuận cụ thể nào đó. Bà Suzanne DiMaggio của Viện Nghiên cứu New America giải thích rằng nó phải được cân nhắc thận trọng với rất nhiều sự chuẩn bị và nếu không, nó có sẽ có nguy cơ trở thành một màn trình diễn. Hiện nay, thì ông Kim Jong-un đang áp đặt nghị trình và mức độ, trong khi chính phủ Donald Trump chỉ phản ứng.
Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay tăng 398.23 điểm, ngừng lại ở mức là 25.293.44 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 123.34 điểm, nhưng lại ở mức là 7.551.83 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng là 43.60 điểm, nhưng lại ở mức là 2.782.10 điểm. Phần lời công cổ phiếu 10 năm là 2.89%. Giá dầu thô cho ngày hôm nay là 62 đồng 6 sen cho một thùng dầu thô, đã giảm đi 3.21 sen cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.322.80 sen cho một ounce, đã tăng 0.08 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.670.000 đồng một lượng, bán ra là 36.730.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.790 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.